Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Brand New Day. Thủy và anh Hoàng Trọng Thị tiếp tục quay trở lại gửi đến quý vị những bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, một phụ nữ 20 tuổi, cô là di dân gốc Guatemala, hiện nay đã thông qua luật sư của mình gửi đơn kiện chính phủ Hoa Kỳ bởi vì cô cáo buộc là chính phủ Hoa Kỳ, mà đặc biệt là các nhân viên của những trại giam của cơ quan ICE đã không coi trọng tính mạng của những người di dân, khiến cho sau khi cô và đứa con gái 19 tháng bị bắt và giam giữ ở Texas thì em bé bị bệnh và rồi hiện nay đã qua đời. Thì đó là trường hợp của Jasmine Juarez, 20 tuổi, và bé Marie, 19 tháng. Được biết là hai mẹ con này bị nhân viên biên phòng bắt vào tháng 3 khi mà họ vượt biên giới Hoa Kỳ một cách trái phép và xin được tị nạn. Thì sau khi kiểm tra lý lịch thì họ được giam giữ tại một cái trung tâm ở Dilley, Texas, và được biết đây là một cái trung tâm giam giữ di dân bất hợp pháp lớn nhất của Hoa Kỳ với hơn 2.400 giường. Thì theo lời của cô Jasmine kể lại là chỉ vài ngày khi mà vừa mới vào cái trung tâm này thì do bé Maria bị giam chung với nhiều trẻ em khác, mà trong đó có những trẻ đang bị bệnh, cho nên là em bắt đầu bị ho và bị sổ mũi, và sau đó nặng hơn là sốt cao lên đến 104 độ. Luật sư đại diện cho gia đình nói là từ trước đến nay bé là một đứa trẻ vô cùng khỏe mạnh, không có vấn đề gì về sức khỏe cả. Thì theo như các nhân viên y tế của trại giam thì đây chỉ là một cái triệu chứng cảm bình thường mà thôi, cho nên là họ đã cho em thuốc trụ sinh Tylenol và một ít mật ong. Nhưng mà cái việc mà em bị bệnh cứ bị kéo dài như vậy khoảng vài tuần, cho đến khi hai mẹ con này được trả về với gia đình người thân ở New Jersey để mà tiếp tục chờ cái hồ sơ của họ được duyệt xét. Thì một ngày sau khi mà về đến New Jersey thì bé Maria được đưa vào phòng emergency room, và 6 tuần rưỡi sau đó thì em qua đời. Thì luật sư đại diện cho gia đình đã đưa cái hồ sơ y tế của em cho một số bác sĩ, thì họ nhận định là nếu như mà em được đưa vào bệnh viện sớm hơn thì đây là một cái việc rất là nhỏ, rất là dễ chữa, nhưng mà là do bé còn quá nhỏ cũng như là cái việc bị bệnh kéo dài cho nên có thể là cơ thể chịu không nổi dẫn đến cái việc qua đời của em. Thì được biết hiện nay luật sư đại diện cho cô Jasmine Juarez đã nộp tổng cộng 4 cái đơn kiện, và mỗi cái đơn kiện trị giá khoảng chừng vài chục triệu Mỹ Kim, cho biết là họ muốn chính phủ Hoa Kỳ phải đền bù cho cái việc mà tắc trách cũng như là coi thường mạng sống của di dân. Sau đây là bản tin y khoa vô cùng quan trọng cho những quý vị nào có nguy cơ bị bệnh tim và phải chi phát minh này, cái phương pháp này mà có sớm chắc có lẽ là ngăn ngừa rất nhiều người Việt Nam và kể cả người Mỹ khắp nơi trên thế giới. Ở tại Anh Quốc không thôi đó quý vị, 7 phút có một người bị đền cơn đột quỵ tim, và nếu mà bị đau tim mà được đưa vào bệnh viện và mổ tim ngay lập tức thì người đó khỏe lại. Còn đằng này, nếu như quý vị bị lên tai biến mạch máu não cũng từ cái việc mà nghẽn mạch máu đó, thì cái nguy cơ là khuyết tật suốt đời là xảy ra, và điều đó đã xảy ra đến rất nhiều người Việt Nam chúng ta. Mới đây các cuộc nghiên cứu nói rằng aspirin họ hơi thất vọng, bởi vì tưởng rằng một cái những người mà sử dụng aspirin một thời gian dài có thể giúp làm giảm những cái mạch máu bị nghẽn đó, thì thứ nhất cái cuộc nghiên cứu đó không thành đạt, nghĩa là có tác dụng nhưng mà nó tác dụng nó không như các bác sĩ, các nhà nghiên cứu y khoa trong đời. Thứ hai nữa, bản tin chúng tôi mới ghi nhận được đây đó, có những người khỏe ỷ y
tưởng rằng mình ốm, mình tập thể dục khỏe, nhưng mà không ngờ báo cáo mới nhất ngày hôm qua chúng tôi nghe được trên NPR, tức là National Public Radio đó, đài phát thanh công lập. Một người đàn ông gần 60 tuổi khỏe, ông chạy bộ, nghĩa là ăn uống rất tốt đẹp. Thế nhưng một hôm bước ra cửa để đưa con đi học thì bất ngờ đau tim. Vâng, và được đưa vào bệnh viện, đã được mổ tim, và sau đó cái tiền bảo hiểm của ông đó là nó tăng, rồi đồng thời đó, ông phải thiếu nợ lại với bệnh viện đến cả 100.000 Mỹ Kim. Thì những cái chuyện đó nó liên hệ đến bản tin chúng tôi gửi đến quý vị ngay bây giờ. Một cuộc nghiên cứu phối hợp giữa trường đại học Oxford của Anh Quốc, trường đại học của Đức và trường đại học ở Cleveland, Colorado, California, Colorado, Hoa Kỳ. Họ mới vừa có một cái phương pháp để đọc cái kết quả từ cái máy giả tim, thưa quý vị. Hiện nay đó, bản tin này ghi nhận cái phương pháp giả tim này, đây là cái máy mà thường là máy scan quý vị đưa vào đây, thì từ trước tới giờ đó thì họ chỉ đưa ra cái hình ảnh tim thôi. Nhưng mà mới đây thì các nhà khoa học này họ mới nghĩa là nghĩ ra một cái phương cách làm thế nào để đọc được, bởi vì cái tim nó có biết bao nhiêu cái mạch máu, thì mà trong cái mạch máu đó thì làm thế nào để định ra được cái mạch máu nào là có nguy cơ dẫn đến một người sẽ bị đột quỵ tim trong tương lai. Và tin tức mới nhất rất là mừng, thưa quý vị, họ nghiên cứu tới mấy ngàn bệnh nhân luôn nữa và theo dõi những bệnh nhân này suốt 10 năm trời, và cái kết quả đưa ra hầu như 100% đoán được người nào sẽ bị lên cơn đau tim. Quý vị thấy tuyệt vời hay không? Cho nên cái máy scan này đã có từ lâu rồi, nhưng mà cái phương pháp để đọc được cái scan này mà chúng tôi tạm, bởi vì mình không có cái thuật ngữ bằng kỹ thuật đó, tạm gọi là định vị van tim. Bởi vì khi mà đưa vào scan này đó, nó sẽ cho biết được cái van tim nào có nguy cơ bị nghẽn. Tuy nhiên phải dựa vào những cái chi tiết liên quan đến việc cái chất mỡ nó bám chung quanh cái van tim đó và nó có cái dấu hiệu, thì các nhà khoa học phát minh này tìm ra được cái phương cách để định ra được cái van tim nào có nguy cơ dẫn đến cái đột quỵ tim. Thưa quý vị, mình có cả bao nhiêu ngàn triệu cái van tim, nhưng chỉ có một vài cái van tim nghẽn là nằm trong cái phương pháp định vị này. Và nhờ thế, thí dụ như một cái hình ảnh này, quý vị thấy cái van tim này có cái màu nó đậm đậm không? Có màu nó sáng lên đó. Đó, cái van tim này nó bị nghẽn, nhưng mà tùy. Có thể là van tim này một thời gian sau nó giảm dần cái nghẽn nếu mà uống thuốc. Tuy nhiên có những cái van tim khác, thí dụ như van tim này, nhìn thì thấy không có gì, nhưng chính van tim này lại là nguy cơ đột quỵ tim. Mà trước đây, các bác sĩ, các nhà y khoa này không biết được, họ chỉ nghi ngờ thôi. Bây giờ nhờ cái phương pháp này họ sẽ định ra gần như 100%. Và trong số mấy ngàn bệnh nhân đó, họ đoán được hết. Và những bệnh nhân này nhờ thế bác sĩ khuyên mà nói rằng ok, trong vòng 5 năm tới anh sẽ bị đột quỵ tim. Họ tiên đoán được như vậy, hoặc là sang năm coi chừng anh đột quỵ tim, bởi vì cái dấu hiệu càng ngày càng rõ nét hơn về cái van tim này. Thế là phải uống thuốc, phải tập thể dục, phải ăn uống nghĩa làm thật là mạnh đi, bởi vì sang năm là bị tim rồi. Nhưng mà ít nhất chúng ta biết được là khi nào quý vị bị tim. Có thể là 10 năm sau, bởi vì họ nhìn vào họ thấy ồ, có những cái van tim này bắt đầu nó hơi bị nghẽn nghẽn rồi, hoặc là nó có cái dấu hiệu sẽ bị nghẽn. Cho nên đây là tin tức rất vui. Và tin tức này đã được đăng tải trên tờ The Lancet, và mới đây có một cái diễn đàn ở tại Thụy Sĩ. Cả các bác sĩ chuyên khoa về tim mạch đã tụ về để họp và họ được chứng kiến. Như vậy thì các bác sĩ về tim, chuyên khoa về tim, quý vị bắt buộc những vị bác sĩ này phải biết cái tin tức này để mà giúp cho quý vị, yêu cầu quý vị đi scan. Sau đó ông sẽ nghĩa là có cái license từ cái phương pháp này để rồi phải nghiên cứu học hỏi để tìm cách đọc, bởi vì đó là một cái phương pháp phân tích các dữ kiện từ máy scan để mình đọc được, thì bác sĩ sẽ làm cái chuyện đó và sẽ cho khuyến cáo quý vị. Từ đó quý vị uống thuốc hay là làm những cái điều cần thiết nếu như cái nguy cơ bị tim của quý vị tới gần. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé.